À vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay em xin trân trọng giới thiệu tới các bác một chiếc đầu DVD tích hợp ổ cứng của hãng Sony. Chiếc này thuộc phân khúc cao cấp, nó có cái tên mã gọi ngắn là D97A. Trong ngày hôm nay em đã bỏ ra một cái quãng thời gian rất dài chỉ để test một cái đầu DVD. Dòng này nó khá là phức tạp và hoàn toàn không dành cho những bác tay mơ. Những cái chiếc này thì dành cho những người sành sỏi một chút, có kinh nghiệm và đặc biệt là thông thuộc về máy tính thì mới sử dụng được những cái dòng đầu như thế này. Đó là một cái. Thứ hai là phải là những người mát tính và có sự kiên nhẫn tuyệt đối thì mới dùng nổi cái dòng đầu DVD ổ cứng các bác nhé. Ở màn dạo đầu thì em xin mời các bác chúng ta test một đoạn đĩa CD. Ở trong này em để sẵn một cái đĩa CD nhà máy hàng chợ để test coi nó ra làm sao. Dòng đầu DVD tích hợp ổ cứng, nó bên trong nó có RAM các bác ạ. Mỗi một lần loát đĩa là nó sẽ chép hết dữ liệu của cái đĩa vào bộ nhớ RAM. Do vậy một lần loát nó khá là lâu. Đó, tìm thấy bài rồi đây ạ. Next bài. Bây giờ thì em sẽ test một đoạn đĩa DVD. Một lát nữa em sẽ phân tích cho các bác hiểu tại làm sao mà dùng những cái dòng đầu này đòi hỏi phải mát tính và có sự kiên nhẫn tuyệt đối. Những bác nóng này không dùng nổi cái dòng này đâu. Vì khi nóng này là sẽ muốn đáp nó ra sân. Hiện tại nó đang load và mỗi một lần load nó sẽ chép vào bộ nhớ RAM.
Đọc rồi đấy ạ. Em vừa ấn nick. Khổ, cả nhà có mỗi cái đĩa 18 cộng. Không có cái đĩa DVD nào tử tế. Thế các bác có thích xem một pha uịch uịch không? Đó. Thôi em phải tắt đi, không bên công an nó đến nó hỏi thăm em khổ lắm. Như vậy là đĩa DVD và đĩa CD là chạy tốt. Những cái thể loại đĩa chép em có test rồi, đĩa CD chép em có test rồi. Nói chung là cái đĩa nào ngon thì là đọc tốt. Cái chiếc này thì nó thuộc phân khúc cao cấp, do vậy là giá của nó cũng khá là căng. Em bán với giá 1 triệu 800 ngàn đồng, kèm theo một cái remote học của Trung Cộng. Nó cũng xử lý được những cái tác vụ cơ bản, ví dụ như là play là stop này, eject ra đĩa này, pause tạm dừng này, next bài này, tua bài này, và cũng ở cái hàng phím 4 chiều này thì cũng có thể truy cập vào phần menu này. Còn những cái phím không bấm được, không sử dụng được thì chúng ta bấm ở trên mặt đầu đĩa. Cái gì thì nó cũng phải có đầu có cuối. Do vậy là bây giờ em xin mời các bác chúng ta xem qua một chút về thông số. Sony RDZ D97A, em gọi là D97A. Model này được sản xuất vào năm 2006. Đây là cái dòng đầu tất cả trong một. Tất nhiên nó phải đọc được đi đĩa DVD, đĩa CD. Dòng này còn gọi là DVD RAM đi ạ. Các bác chơi máy tính hoặc là máy tính để bàn hoặc là laptop là các bác biết bộ nhớ RAM nó sinh ra để làm gì. Và trên cái đầu đĩa này nó cũng có những thanh RAM kiểu như vậy. Nó tích hợp một cái ổ cứng HDD với dung lượng là 400 GB. Và nó có luôn cả phần thu sóng truyền hình mặt đất, truyền hình vệ tinh. Đồng thời là có khe cắm USB chuẩn 2.0. Có đường mạng LAN Internet vào. Đây là cái dòng DVD em nghĩ là gần như là cao nhất rồi. Bởi vì nó xuất HDMI ở chuẩn 1.1A, 1080i, 24 khung hình trên dây. Một cái điểm rất hay, thực sự là rất hay ở những cái dòng đầu DVD tích hợp ổ cứng này, đó là nó có những đường AV in. Chúng ta có thể cắm cây máy tính vào đây này, đó. Cắm điện thoại vào đây này, và nó sẽ xuất ra đường quang. Đây người ta gọi là hình thức giải mã ngược, các bác hiểu ra vấn đề chưa? Khi các bác lấy đường quang ở Smart TV cắm qua bộ phận giải mã xuất ra bông sen thì người ta gọi là giải mã xuôi. Còn cái đầu này nó tiếp nhận được đường bông sen và xuất ra đường quang thì người ta gọi là giải mã ngược. Chúng ta có thể gom tất cả những cái thiết bị ví dụ như là điện thoại, cây máy tính vào cái đầu đĩa này và nó sẽ xuất ra đường quang. Từ cái đường quang đó thì chúng ta đưa vào những cái con âm đi đa kênh mà hiện chúng ta đang sẵn có. Như vậy có nghĩa là nó góp phần là chuyển đổi âm thanh analog sang dạng kỹ thuật số để chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn và nó đồng bộ toàn bộ những cái thứ analog trong nhà chúng ta vào cùng một mối. Và nó sử dụng con chip Bub Brown, chip Mỹ, con PCM1791
để làm nhiệm vụ giải mã ngược. Con PCM1791 thì các bác không lạ gì, nó xuất hiện liên tục ở trên những cái chiếc âm ly đa kênh. Về kích thước thì nó rộng 43, cao 8,4 và sâu 34,6 cm, nặng 5,7 kg, công suất tiêu thụ nguồn 70W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Nhiệt độ hoạt động là từ 5 độ đến 35 độ C. Độ ẩm để lý tưởng để hoạt động là từ 25% đến 80%. Cái chiếc này nó khá là nhiều tính năng. Nó cho phép ghi các chương trình vào đĩa DVD hoặc là đĩa phôi CD. Nó cũng cho phép ghi vào ổ cứng HDD bằng những cái nguồn AV đầu vào, hoặc là có thể ghi từ ở những cái chương trình ở truyền hình số mặt đất, truyền hình số vệ tinh, và có thể là cắm USB vào để ghi trực tiếp vào ổ cứng. Tất cả các khoản ghi này thì tính năng nó có như vậy, chứ còn em không biết đâu. Ai mua cái chiếc này thì về tự nghiên cứu, tự khám phá nhé. Đó là cái thông số của nhà sản xuất, nó báo cho chúng ta biết là nó cho phép ghi vào ổ cứng, ghi vào đĩa CD hoặc đĩa DVD. Còn trình tự ghi như thế nào thì anh tài nào mua chiếc này về khác tự nghiên cứu tìm hiểu. Ở đây nó ghi rất rõ này. Đó. Ở DVD RV đúc, đó là cái trạng thái cho phép ghi đấy. Và ở ngay đây, trên cái hàng phím đặt ở trên trên phần nắp lưng này, nó có chữ REC, REC FAUSE, REC STOP. Cái giao diện menu của cái đầu đĩa này nó khá là phức tạp. Bây giờ thì em sẽ bỏ cái đĩa này ra. Anh em ta sẽ test một đoạn, chúng ta xem bằng ổ cứng. Đây, giao diện menu nó đây này. Khi nó hiện lên như thế này thì chúng ta có thể sử dụng cái hàng phím 5 chiều này để chuyển qua lại. Đó, đây là những cái thứ mà thằng cu người Nhật nó ghi sẵn vào rồi. Em để nguyên. Cái này là có một cái bộ phim, có một bộ phim tài liệu. Em đang chuyển những cái đoạn nó hay hơn. Nhiều lắm, nó ghi vào đây nhiều lắm. Em thấy có cả phim Mỹ các bác ạ. Có một cái bộ phim tài liệu nói về phát xít Nhật thời chiến tranh thế giới thứ hai. Chắc là cái thằng chủ cũ của cái đầu đĩa này, nghe chừng có vẻ như là nó yêu nước lắm, nó mới lưu trữ cái bộ phim như vậy. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi xem ruột gan của cái chiếc đầu đĩa này. Đẹp các bác ạ. Đây là cái cơ DVD này. Đây là cái ổ cứng Seagate. Với cái dung lượng là 400GB. Cái đầu này thì ngoài ổ cứng, mấy cả
cái ổ DVD ra. Còn lại thì nó có đến một rổ chip, nó nhiều lắm, không đếm được đâu các bác ạ. Đây là một con chip của hãng Fujitsu, nằm ngay cạnh là hai cái thanh RAM. Nó có đến hai cái quạt tản nhiệt, một cái làm mát cho bên phần chip đồ họa bên này, và một cái quạt làm mát cho phần nguồn. Vâng, rất nhiều chip và rất nhiều RAM. Nằm sâu bên trong kia là một con chip nữa, con chip HDMI. Đây là phần thu sóng truyền hình vệ tinh này. Nằm tít sâu trong kia là con chip của hãng Bub Brown Mỹ, làm nhiệm vụ giải mã ngược, con PCM1791. Toàn bộ những cái con tụ quan trọng ở trên cái chiếc đầu đĩa này toàn là tụ vỏ nhôm cao cấp hết. Chiếc này lúc ra mắt năm 2006 có cái giá bán lẻ tại Mỹ là trên 600 đô la Mỹ đấy các bác ạ. À, không rẻ đâu. Đồ cao cấp thì không bao giờ có chuyện nó rẻ. Giờ anh em ta sẽ vòng ra phía sau để nhìn thêm những thành phần khác. Vâng, tất cả các đường rắc bông sen đều được mạ vàng. Cái rắc này là để cắm điện thoại bàn này, nó nhiều vấn đề lắm. Trước tiên thì chúng ta đọc cái thông số đã. Sony DVD Recorder model RDZ D97A. Cái biểu tượng có hình quả cầu và số 2 ở đây là cái biểu tượng hệ màu. Tất nhiên là đồ Nhật bãi thì nó phải là hệ màu NTSC rồi, điều đó không phải bàn. Công suất tiêu thụ nguồn 70W, điện áp sử dụng 100V, made in Japan. Các rắc mạ vàng còn rất đẹp. Ở chỗ này là những cái cọc để đấu vào để xem truyền hình mặt đất và truyền hình vệ tinh. Ở đây là cái đường để cắm mạng LAN Internet. Ở góc này là đường xuất HDMI chuẩn 1.1A 1080i hay 24 khung hình một giây. Sản xuất năm 2006. Series có cái đuôi là 6942. Cũng chẳng đào đâu ra cái thứ hai đâu các bác ạ, miễn đọc series. Em hiện tại là đang lấy đường quang ở cái đầu đĩa này, dẫn nó xuống cái âm ly đa kênh Sony nằm bên dưới. Và em hiện tại là đang cắm cái điện thoại vào đây, vào cái ngõ in số 1 này, để một lát nữa anh em ta test cái tính năng giải mã ngược. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cứ cắm điện thoại vào đây, cắm cây máy tính vào đây và nó sẽ xuất ra đường quang. Đây là đường hình ra, em đang cắm lên cái màn hình kiểm tra. Dòng này thì quạt nó êm lắm, không phải nghĩ. Cái vỏ nắp nó thuộc cái dạng kín mít, do vậy là bụi bẩn nó không vào trong cái đầu đĩa này được. Máy rất sạch. Em thì cũng bán khá nhiều những cái dòng đầu DVD tích hợp ổ cứng, nhưng mà cái con nào mà nó thuộc phân khúc cao cấp ấy, nhìn ruột gan nó khác ngay các bác ạ. Nó gấu chó gấu mèo ngay. Còn những cái con nó thuộc phân khúc rẻ tiền thì thứ nhất là các đường rắc bông sen đằng sau nó không được mạ vàng, thứ hai là mên vỉ là nó cũng bị tối giản đi. Đây là ổ cứng của hãng Seagate, hoàn thiện tại Thái Lan, dung lượng là 400 GB, tốc độ 7.200 vòng một phút. Ngày hôm nay thì em cũng định format cái ổ cứng này, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi em cứ để nguyên. Và bác nào mua cái đầu đĩa này phải hết sức chú ý, mỗi một lần khởi động
vì trong ổ cứng nó quá nhiều dữ liệu, mỗi một lần khởi động là nó sẽ mất vào khoảng gần 5 phút nhé. Do vậy em mới nói là dùng cái loại đầu đĩa này phải có lòng kiên nhẫn và phải mát tính, nếu không mát tính là sẽ một sớm một chiều lẳng nó ra sân. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ test đến cái khoản giải mã ngược ở trên cái đầu đĩa này. Chúng ta sẽ chuyển cái đầu đĩa về cái đường đây, ở trên màn hình nó hiện như thế này các bác nhé. Gọi là cho các bác xem qua thôi, chứ những cái con này những bác tay mơ á, cho thêm kẹo không dùng được đâu. Phải là dân chuyên. Đó, em đã chuyển về đường AV1. Vì em đang cắm điện thoại vào đường AV1 mà. Giờ thì em sẽ test một đoạn nghe bằng điện thoại xuất ra đường quang. Thấy chưa? Cắm điện thoại vào đây mà nó xuất ra đường quang. Đó là cái điều rất hay. Khi chạy qua con chip Book Brown của Mỹ, con PCM1791 thì nó xuất ra đường quang, tiếng nó thứ nhất là nó chắc khỏe và hay hơn so với cái kiểu cắm bông sen rất nhiều lần. Giao diện menu của cái chiếc này thì chúng ta thao tác ở trên mặt máy. Ở đây chúng ta thấy cái nút Home, đó, Return, Option, và đây là cái phím 5 chiều đấy ạ. Gạt sang bên này, gạt sang bên này, lên trên và xuống dưới, và ấn giữa Enter. Phím rất nhỏ, những bác tay to mua cái này phải hết sức để ý, chứ không lại tay mà sờ mạnh là có thể là bay cái phím ra ngoài. Do vậy là chúng ta chỉ có ấn cái nút Home ở đây để nó hiện cái bảng menu lên. Còn thì cái phím 5 chiều kia, phím này này, thì chúng ta thao tác ở trên remote nhé. Như em đã nói là những cái chiếc kiểu như thế này chắc chắn là những bác tay mơ có đòi mua em cũng không dám bán đâu ạ. Nói các bác bỏ quá, các bác chưa đủ trình độ để tiếp cận với những cái dòng mà đầu có cái hàm lượng công nghệ cao đến mức này. Ở đằng sau nó có cái đường mạng LAN Internet cắm vào. Khi đó là ví dụ như chúng ta muốn phát một cái video nhé, phát một cái video mà chúng ta có sẵn ở trong điện thoại ấy, thì cái điện thoại của chúng ta nó sẽ kết nối với cái đầu đĩa này theo cái giao thức DNIA. Các bác nhìn thấy chưa? Đó. Nó có cái giao thức DNIA, có nghĩa là cái đầu đĩa và cái điện thoại của chúng ta sử dụng chung một mạng wifi, thì điện thoại của chúng ta sẽ phát được cả một cái video kèm hình ảnh qua cái đầu này.
và lên màn hình. Đồng thời là cái hình ảnh ở trên cái điện thoại này sẽ chạy qua cái hệ thống chip xử lý của cái đầu đĩa này. Khi lên trên màn hình nó sẽ đạt được cái chuẩn 1080i. Nó sẽ sửa ảnh để cho hình ảnh trở nên đẹp hơn. Đây là vỏ nắp. Chảy xước tùm lum tà la. Đồ hàng bãi là vậy. Đừng có quá chú trọng đến hình thức. Cái vỏ này muốn sơn lại thì nó phút mốt thôi vì nó màu đen. Quan trọng là mặt trước nó còn đẹp. Mặt trước còn đẹp các bác ạ. Như vậy là em đã hoàn thành xong mọi bản test với con đầu DVD cao cấp Sony D97A. Bác nào sành về món này thì liên hệ trực tiếp với em. Lưu ý là sành thì liên hệ nhé, còn tay mơ đừng có gọi cho em làm gì, bởi vì các bác không đủ khả năng để sử dụng con này đâu. Bác nào sành thì liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.